Vấn đề Máy Thần Nông xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Và hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2023 và kênh video để Máy Thần Nông tiếp tục lên video mới giới thiệu cho tất cả các bác đang theo dõi một lô máy cắt cỏ Nhật bãi nhá. Lô này thì em giới thiệu cho các bác gồm có 11 chiếc đến từ rất nhiều thương hiệu nhau và đa phần lô này là toàn những mặt hàng hệ, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc nhá. Lô này thì rất nhiều hàng được ưa chuộng gần đây. Em có thể điểm danh sơ sơ qua một số mẫu máy lô này có nhá. Lô này thì có Mitsubishi TL261 nhá. TL261 trợ lực le tay đỏ luôn nhé, rất là đẹp, máy đẹp xuất sắc luôn rồi. Rồi Ryobi Mitsubishi TBE27, đấy các bác nhìn thấy không ạ, rất là mới, rất là đẹp nhá. Con nào con đấy đều xuất sắc luôn. Rồi Mitsubishi TL231 trợ lực le tay đỏ này. Rồi Mitsubishi TL26 nhá. Rồi TL26. Rồi Mitsubishi TL23. Đó, con này thì là phiên bản chạy ga nhá, và là phiên bản đặc biệt chạy bằng ga. Rồi có cả Echo Kyrit SRE2720, nó đồng 34 ly đấy ạ. Đó, đời cao, tay ga bóp, máy rất là đẹp nhá. Rồi Echo Kyrit 26cc này, rồi Echo Kyrit 26cc, Cinewa 26cc nhá, máy rất là đẹp. Rồi Echo 26cc. Rồi có một con Ryobi 26cc nhá. Lâu này thì đa phần là 26cc hết nhá. Chỉ có một con duy nhất, hai con duy nhất là 23cc thôi. Lâu này thì tầm giá của nó từ rưỡi cho đến 2,6 nhá. Bác nào mà xem video này ưng ý chiếc nào và muốn chốt chiếc nào ấy thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0362 820 840 để đặt hàng nhá. BM thì hỗ trợ ship toàn quốc. Bác nào ở tỉnh xa hay tỉnh gần, từ ngoài Bắc đến trong Nam, từ miền Tây hay Tây Bắc, em đều ship tận nơi tận nhà, đến nơi kiểm tra hàng đúng máy, đúng chiếc mình cần mua, đúng chiếc mình đặt trên video ấy, là cứ việc thanh toán nhân viên cho thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng thôi, rất ok nhá, đơn giản thôi. Đến nơi kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán, rất là thuận tiện cho việc mua bán. Và cái video ngày hôm nay em sẽ có báo giá rõ ràng chi tiết nha. Mỗi chiếc máy có một mức giá khác nhau, em sẽ ghi rõ giá và báo rõ giá trên video để các bác căn kê với ngân sách mình lựa chọn. Và mức giá em báo trên video là bao gồm miễn phí ship toàn quốc, tặng kèm đầy đủ, bao gồm một dao, một dây đeo, một ổ cước, một tip mở Uzi và một lục giác nha. Nói chung là với mức giá em báo trên video là các bác về chỉ việc thanh toán nhân viên giao hàng rồi đổ xăng vào dùng thôi, không phải mất bất kỳ một chi phí phát sinh gì nha. Ví dụ như thế này ạ, em ghi giá đây này, 1,5 triệu nhá. Con này 1,5 triệu này, là 1,5 triệu là bao ship luôn rồi, tặng kèm đầy đủ phụ kiện, về chỉ đổ xăng pha nhất vào dùng thôi. Đó, rất là thuận tiện đơn giản cho các bác nào mua hàng. Lâu này thì em sẽ có test nổ thử và báo cáo nó thông số kỹ thuật nhé, để các bác lựa chọn cho mình những dòng máy phù hợp nhất. Lâu này thì em đánh cái tự lô chữ B. Đó, các bác có thể thấy B1 này, B2 này, B3, B4, B5, B6, B7. Đó, nhiều máy nó kiểu tên tiếng Anh, nhiều khi mình khó hiểu ấy, nhiều bác lớn tuổi mình không đọc được ấy, thì mình có thể đánh nói về ký tự. Ví dụ bác nào muốn chốt chiếc B1 thì cứ nói với em là bác muốn mua chiếc B1 để em sẽ nhận dạng gửi cho đúng hàng đúng máy nhá. Thì B1 là một chiếc máy giá 1,500,000 đồng nhá, một chiếc máy đến từ thương hiệu Ryobi. Con này tên đầy đủ nó là Ryobi EKK 2620 nhá. Con này thì dung tích xi lanh nó là 26cc và nòng của nó là nòng 34 ly. Con này thuộc hệ máy đời cao nhá. Con này thì trang bị trên máy khá là ok, như con này trang bị chế cưa này, chủ giật trợ lực nhỏ này, đó, máy móc thì rất là đẹp nhá. Con này thì nó là một dòng máy chuyên để cắt cỏ, thế nên là tôm nó sẽ là tôm liền. Đó, máy thì rất là đẹp nhá, bồn bếp sáng này, bình xăng bình xếp sáng này, chủ giật trợ lực nhỏ này, máy rất là đẹp nhá. Con này thì khá là phù hợp với nào mà cần công suất cỡ đồng 34-26cc mà muốn giá thành vừa phải, nó chỉ 1,5 triệu thôi mà 26cc. Con này vụt cước ok luôn nhá, con này vụt cước ở phân khúc 26cc, con này vụt cước được. Đó, con này công suất nó tương đương với dòng TL26-261. Và những dòng máy này có một ưu điểm rất là lớn là máy này cực kỳ tiết kiệm xăng nha. Dòng máy nó rất tiết kiệm xăng. Về tình trạng máy thì con này là nguyên zin nguyên bản, không có sửa chữa thay thế một thứ đồ gì nhá. Từ bình xăng, bình xếp, trùng giật, từ chiếc tum, chiếc cần hay cả tay ga cũng vậy. Con này thì tay ga nó là tay ga chết nha. Tay ga chết nguyên zin nguyên bản. Còn nó có một cái cần đây này, nhưng mà thực tế cách sử dụng nó như thế này. Bóp vào như này. Rồi mình ga ở đây. Đây mới là ga nha các bác. Đây là ga này. Đó. Ga lên ga xuống này. Đó, chứ đây không phải là ga. Đó là tay ga nguyên zin nhận công tác trên đây cầm luôn, lên là tắt xuống là bật, tay cùng ghi đồng nguyên zin nguyên bản hết nhá. Cần kiếp nguyên zin này, chắn cỏ nguyên zin này, đầu bò nguyên zin, đầu bò này như đầu bò chống bấn cỏ luôn nhá. Những dòng máy được treo thì đầu bò chống bấn cỏ hết nhá, máy thì rất là đẹp. Con này thì có bơm xăng phụ này, rồi có cái lè ở đây nha các bác. Bác nào mua máy này thì lưu ý cách sử dụng, bắt đầu sử dụng thì mình phải bơm xăng rồi gạt le ngang là đóng này, nổ giật vài cái lên nổ rồi thì mình gạt le xuống. Em sẽ test nổ thử luôn chiếc này, các bác nghe tiếng máy nhá. Tiếng máy thì rất là êm nha, tiếng máy rất là chuẩn, không có xào chết gì cả. Nghe này,
máy cũng rất là chạy nổ nha, kéo nhẹ nổ hơn. Đối với cỡ công suất 26cc này thì con này thoải mái để các bác làm mọi công việc nhé, từ gặt lúa gặt rạ rồi phát cỏ rồi có thể phát cước được. Con này thì phát cước cỏ non nha, còn những dòng máy phát cước chuyên nghiệp làm thuê làm mướn làm rừng luôn ấy, người ta sẽ phải sở hữu những con máy nòng 40. Con này thì cỡ 26cc thì từ 26cc phát cước khá là ok rồi. Con này thì giá chỉ 1,5 triệu nhé, phù hợp con nào mà kinh tế hạn hẹp muốn máy 26cc máy Nhật. Đó, xài dòng này chuẩn, con này máy Nhật nha các bác. Rồi tiếp theo sẽ đến B2 thì em giới thiệu cho các bác một chiếc máy đến từ thương hiệu Echo Kirit nha. Con này là đến từ thương hiệu Echo Kirit này. Đó, tên model đầy đủ nó là Echo Kirit SRE2655 nha. Đó, và con này thì dung tích xy lanh nó là 26cc, piston của nó là 25 ly nha. Con này thì tình trạng máy móc là nguyên zin nguyên bản, chế gần ngang chụp giật trợ lực, nó nòng 34 ly, bình xăng một chiếc nguyên zin nguyên bản này. Con này thì thiết kế máy rất là chắc chắn và hầm hố hiện đại nhá. Con này là những dòng máy đời cao của Echo Kirit, thế nên là con này sẽ sản xuất bởi tập đoàn Yamabiko đó, sẽ sản xuất bởi Yamabiko nhé bác, made in Japan này. SRE2655G 580-24527 nha, made in Japan, Yamabiko nha. Con này thì tình trạng máy rất là đẹp nha, lộng lên rất là sáng nha, bình xăng với chiếc sáng, trần chiếc rất đầy đủ chắc chắn nha. Con này thiết kế cái trần bình xăng rất là chắc chắn. Con này thì nòng 34 ly, máy cho bác làm mọi sự công việc rồi. Và trang bị trên máy thì có tum nhôm nha, con này đặc biệt là tum nhôm và tay ga bóp xịn sò. Tay bóp của tay ga bóp này rất là chất lượng nha, ở phân khúc tầm giá 1,750 triệu thì con này em đánh giá rất là cao nha, quá xứng đáng để sở hữu vì con này rất là đẹp nha. Đây có thấy không ạ, cực kỳ đẹp luôn. BM thì bán con nào đấy để phải gọi là đẹp xuất sắc nha, không có nào để chê được. Tum nhôm nha, con này thì hệ eco nha, dòng này hệ eco thì cực kỳ tiết kiệm xăng rồi. Dòng này thì rất là tiết kiệm xăng rồi. Tay cùng đi đâu này, rồi tay ga này có điều chỉnh phần trăm ga nha, gạt lên trên cùng là bóp không bóp được, gạt mức giữa là bóp nửa ga, còn gạt dưới cùng là bóp hết ga nha. Hoặc bác nào mà muốn dùng tay ga này nhưng mà thích kiểu dùng chết ấy, các bác cũng buộc cái này lại này, thấy gì co buộc thử lại rồi bác gạt ga ở đây. Đó, như vậy sẽ thành ga chết nha. Đó, đẩy lên đẩy số thành ga chết, còn từ từ người ta sẽ dùng ga bóp thì người ta sẽ dùng ở đây. Công tắc thì lên là bật nha, xuống là tắt, cần kiếp nguyên zin nguyên bản, chắn cỏ nguyên zin này, đầu bò nguyên zin rất là đẹp nha. Con này đẹp tuyệt vời rồi, 1,750 triệu nha, mức giá rất là hợp lý với túi tiền. 26cc nòng 34 ly, tay ga bóp xịn sò, tum nhôm, dòng máy đến từ hiệu Echo Kirit nha. Rồi B2 1,750 triệu nha, giá bao ship và tặng kèm đầy đủ phụ kiện. Về đến nơi thì các bác chỉ việc xăng pha nhất đổ vào dùng thôi. Và dòng máy này các bác lưu ý nhé là xăng pha nhớt 2 thì BM khuyến cáo là các bác nên xài nhớt lại tốt một xíu và tỷ lệ pha là tiêu chuẩn, thường là rơi vào khoảng 20 lít xăng 1 lít nhớt nhá. Pha tiêu chuẩn là như vậy thì sẽ đảm bảo độ bền của máy. B3 giá 2 triệu đồng nhé các bác. B3 2 triệu đồng, một chiếc máy đến từ thương hiệu Shinewa. Chiếc máy này thì hàng siêu lướt rồi, siêu đẹp rồi, máy móc nguyên zin nguyên bản rất là đẹp nha. Shinewa là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản nha. Còn Shinewa hiện tại cũng có bán mới trên thị trường Việt Nam. Và Shinewa và Echo Kirit ấy hiện nay là một tập đoàn chung với nhau luôn nhá. Thương hiệu Shinewa và Kirit là thuộc tập đoàn Yamico. Thế nên là các bác để ý này, những dòng máy Shinewa đời mới bây giờ ấy thì đều sản xuất bởi Yamabiko nha. Echo Kirit và Shinewa đấy là một, và đều sản xuất bởi Yamabiko nha. Là con này cũng made in Japan này. RA1026N2. RA1026N2 nhá. Con này thì máy móc nguyên zin nguyên bản, tình trạng nguyên zin bản từ A đến Z luôn nhá. Tum nhôm này, bình xăng nguyên zin trắng tinh luôn này. Chụp giật trợ lực nhỏ này. Đó, chế Wamro nha các bác. Chế này là chế Wamro WIG nhá. Đó, chế Wamro WIG. Đó, có lưu ý nghe rõ nhá. WIG lọc gió này, lọc gió là xịn sò nha.
lè này. Chế nguyên zin nguyên bản. Máy móc đây. Tay ga bác sĩ sò nha. Kiểu tay lái công thái học nha, giống kiểu máy của U26, U43, 541 ạ. Tay lái rất là hay, kiểu công thái học nha. Rồi. Kinewa này. Kinewa. Cần tiếp này. Đầu bò nguyên zin nha, đầu bò nhìn chà bá lửa luôn, đầu bò siêu to luôn. Đấy. Siêu to khổng lồ luôn, các bạn nhìn nhá. Đầu bò nhìn to khổ. Con này đầu bò này y hệt cái đầu bò của máy Echo đời mới giờ nhá, SRM27 nhá. Hai hàng thùng trên thị trường nhá, y hệt luôn. Chụp đầu bò có cháu quấn cỏ luôn nha các bác. Rất là đẹp. À, đẹp tuyệt vời luôn rồi. Rất là mới nhá. Điện tì hông này, Cinewa này. Tay cùng đi đâu chắc chắn, con này thì hệ chuyên nghiệp luôn nhé. Con này bắt nào làm nương làm rẫy mà yêu cầu cỡ nòng 34 ly thì con này thoải mái rồi. Con này rất là xịn sò. Con này thì nổ rất là khỏe nha. Con này thì công suất thực của nó có khả năng là khỏe hơn cả TL261. Bởi vì con này là nòng 34 ly chuẩn. Dòng này có một ưu điểm rất là lớn nữa là đồ thay thế dễ nha. Dòng này thì nó xài chung đồ với Echo 260 thôi. Thế nên là sau này các bác hỏng gần như phụ tùng gì đều có hết nha. Từ chụp giật có này, bình xăng có mới này, chế có mới này, nắp gió có mới này, nòng hơi cũng có mới nhá. Cái quan trọng nhất là cái nòng hơi này. Nòng hơi sau này ví dụ mình hỏng nòng là có nòng thì thay vào luôn, nòng mới luôn. Đó, thế nên là nhiều bác mua những dòng máy thì nhiều khi nó rẻ rẻ một xíu nhưng mà hỏng nòng mà vứt luôn cả máy đi là phải mua máy mới. Thì những dòng máy này thì về sau này về chế độ dịch vụ sau này hậu mãi thì nó dễ dàng hơn, hỏng hóc thì dễ dầu sửa hơn. Còn những dòng này thì giá chính vì như vậy thì giá trị của những dòng máy này đã cao hơn. Và cũng ở phân khúc tầm giá 2 triệu thì theo em suy nghĩ thì lựa chọn dòng máy này nó sẽ là phù hợp nhất. Đó, bởi vì TL261, 26 thì giá trị sẽ cao hơn. Chủ yếu là cao là do giá trị thương hiệu chứ thực chất về chất lượng thì nó chỉ tương đương dòng máy này. Nhưng mà TL261 thì cao hơn vài trăm nghìn. Nhưng mà trong khi đó tay ga nó chưa có tay ga bóp này. Chụp giật cũng có chưa có trợ lực đâu nhỉ. Về chất lượng công suất thì nó tương đương nhau thôi, không khác biệt gì cả. Con này thì con này kia và con kia giống nhau hết nhá. Đều sản xuất bởi Yamabiko, đều giống nhau hết. Nòng hơi xài chung với nhau, chỉ khác mỗi cái là vỏ áo thôi nhá. Còn đâu xài chung đồ với nhau hết. Đây sẽ test đầu thử luôn chiếc này, chiếc Cinewa B3. Đó, tiếng máy rất là nét nha. Tiếng máy rất là chuẩn. Đều giật nhẹ nó nổ thôi. B3 2 triệu đồng nha các bác. Tiếp theo sẽ đến B4. B4 là chiếc máy cất cỏ đến từ hiệu Echo Curit nha. Cũng là từ Echo Curit nhưng mà con này cũng sản xuất bởi tập đoàn Yamabiko. Thế nên là chiếc B4 và B3 giống nhau nha, về công suất cũng bằng nhau luôn. Con này thì Yamabiko Coupe này, Made in Japan. Sản xuất bởi model nó là SRE2625 nha. Con này thì 26cc, nòng 34 ly. Tum con này tum nhôm luôn nha các bác. Hệ eco cực kỳ tiết kiệm xăng. Con này thì tay ga bóp xịn sò luôn này. Tay ga bóp xịn sò nha. Công tắc lên là bật xuống là tắt, có điều chỉnh luôn này. Rồi. Con này thì đặc biệt là có chủ giật trợ lực nha. Trợ lực này là trợ lực lớn và trợ lực lên cót, gần như chỉ kéo ra thôi. Cót sẽ tự giật máy cho mình. Chế ngang, chế nguyên zin nguyên bản nha. Bình xăng với chiếc nguyên zin nguyên bản, trắng đẹp nha. Con này thì máy thì chất rất là mới nha. Bố ghế sáng này. Các bạn thấy không ạ? Bố ghế sáng, tung nhôm, tung chiếc. Con này hàng tuyệt chọn rồi. Con này thì giá 1.950.000 nha. Máy rất là đẹp nha. Dòng này thì ưu điểm máy rất nhạy nổ và tiết kiệm xăng. Cụm bi đông này, tay ga này. Chắn cỏ nguyên zin nha, đầu bò nguyên zin. Tất cả là nguyên zin nguyên bản hết nha. SRE2625. Máy hình thức máy khá là ok nha, rất là đẹp. Tuyệt vời. Bơm xăng này. Dập nổ. Máy nổ rất là chuẩn nha.
1.950.000 nha. Con này thì đồ thay thế rất là dễ nha. Dòng này thì đồ thay thế rất là sẵn, thế chiếc này, nòng hơi, bình xăng, bình chiếc, đồ điện đóm đều có sẵn hết. Nên là sau này những dòng máy này mua về sử dụng và sửa chữa cũng dễ dàng hơn. Dòng máy Echo 2260 và những cái dòng máy này thì giống nhau nha. Con này đều xài chung nòng Echo 260. SRE 2625 là phiên bản cao cấp hơn của Echo 260 nha. Echo 260 và 265. Echo 260, 265 là đời cũ hơn của dòng máy này. Nó giống như các bác so sánh những con TL26 với so với TL261 hoặc TL26 so với những dòng TLE 227 đấy. Thì thứ đời nó quyết định về hình thức máy nha. Và con này thì là đời cao hơn của Echo 260. Echo 260 là đời thấp hơn. Thế là tay ga bóp này, còn là tay ga bóp xịn sò không ạ. Tiếp theo sẽ đến B5 nha. B5 thì em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc máy cắt cỏ giới thiệu Echo Qubit. Con này đẹp xuất sắc luôn, quá tuyệt vời. Máy móc nguyên zin vẫn bạc, máy Echo tích âm xăng. Con này cũng là SRE 2625 nha. Hình thức máy nhìn có vẻ sáng sủa hơn, thế nên là giá cũng cao hơn xíu nha. Con này thì 2.050.000. Chất lượng máy tương đương nha. Máy móc vẫn là nguyên zin vẫn bạc. Đó, chế chiếc nguyên zin này. Rồi chụp giật trợ lực lớn nha. Tum nhôm này, tay ga bóp xịn sò này. Con này thì kiểu tay lái công thái học nha. Thế là tay lái nó nhìn nó hơi khác bình thường một xíu. Nhưng mà nguyên zin nguyên bản bên Nhật người ta thiết kế như vậy nhá, đều có mục đích của nó. Giống như máy Thụy Điển mua 541-443 đấy ạ. Nó kiểu tay lái nó kiểu thiết kế như thế này. Cần kiếp nguyên zin này, tấn cỏ nguyên zin, đầu bò nguyên zin. Con này thì đẹp tuyệt vời nha các bác. Đẹp tuyệt vời luôn. Có thấy không ạ? Như máy mới. Em bán con nào thì máy nào, em bán đang bán con máy nào thì con nào đó đều phải chuẩn hết. Đẹp, phải chuẩn nên mới bán. Số seri nó có đầy đủ nha các bác. Yamabico Cope này, Made in Japan. 58029172 nhá. Máy móc nguyên zin bản, kèm tiếp còn đầy đủ hết. Máy móc sáng, bô vết sáng này. Con này thì đệm thì hông nhất của nó khá là đẹp nhá. Kirit này, đệm cho một xốp luôn. B5 thì giá 2.050.000 nhá các bác. Test đầu thử luôn. Máy rất là chuẩn luôn. Riêng dòng máy này em đánh giá khả năng là cao hơn cả TL luôn nhá. 58029172 nhá. Rồi, B5 nhá, máy rất là đẹp. Hàng tuyển chọn nha các bác. Rồi chúng ta sẽ đến B6. B6 sẽ là một chiếc máy cũng đến từ thương hiệu Echo Qubit nhá. Nhưng mà con này thì đời nó sẽ cao hơn một xíu. Như con kia là 2625, nhưng mà con này sẽ là SRE 2720 nhá. Nó hơn một số thôi. Nhưng mà đánh giá tổng quan thì con này nó giống y hệt con trước nhá, không khác biệt gì cả. Đó, vẫn là máy móc nguyên zin nguyên bản, nòng 34L26cc. Trang bị trên máy cũng là trợ lực này, hệ máy Eco này, tum nhôm này, rồi tay ga bóp này, kiểu tay lái công thái học. Rồi điện thì hâm một xốp luôn này. Các thị sò nhá, tấn cỏ nguyên zin, đầu vòng nguyên zin. Gần như 3 bốn chiếc này đều như nhau hết nhá, cân bằng nhau hết, bác nào lượng kia nào cũng được. Đó, không khác biệt gì cả. Máy rất là đẹp nhá, các bác thấy không? Rất là đẹp nhá. SRE 2720 này, 5502752 nhá, sản xuất bởi Yamabico này, Made in Japan. Hệ thống dây ga dây dợ đi rất là gọn gàng nhá. Con này thiết kế đi dây ga rất xịn sò. Bô viết nguyên zin, máy móc nguyên zin, bị xăng mình chiếc nguyên zin, sơn chiếc rất là đẹp nhá. Trục giật trợ lực này, bơm xăng này, chế con Pro nhá, rất là xịn sò. WIG nhá quá. Tay ga bóp xịn sò này. Công tắc lên là bật xuống là tắt. Tay ga này. Rồi. Test đồ thử luôn chiếc này nhá. Con này thì nó giống như chiếc số 5, số 4, số 3. Đồ thay thế vẫn là dễ dàng nha. Dòng máy phổ thông là đời cao hơn của Echo 260. Thế nên là nó sẽ vẫn được kế hưởng những đồ phụ tùng của nó. Đồ thay thế rất là sẵn. Rồi, bơm xăng. Trợ lực nha các bác. Giật lại trợ lực cho bác thấy này. Cái dòng trợ lực này trợ lực lên cót. Giật nó không phải thật tay như những dòng giật thường được. Ví dụ như dòng này giật thường ấy thì nó sẽ thật tay. Còn dòng trợ lực này các bác chỉ kéo ra dây ra này. Gần như không phải giật nhá, kéo dây ra này. Đấy, nó tự nổ. Đây,
sẽ giật thử lại nữa này, kéo dây ra này. Đấy, rất là hay nha, gần như không phải mất lực giật đối với dòng trợ lực lớn này. Đấy, như em sẽ kéo làm thẳng vào nổ luôn này. Đó, dòng trợ lực này thì sẽ nó lên giật, mình giật sẽ lên cót nha, và cái cót lớn sẽ đủ tua, nó sẽ kéo máy để nổ. Dòng này trợ lực này nó cũng khá là phức tạp. Trợ lực này lần này và kia đều giống nhau hết nha. B7 B7 sẽ là những dòng máy B7 B8 B9 B10 B11, sẽ là những dòng máy đến từ thương hiệu Mitsubishi nha các bác. Đầu tiên thì em giới thiệu cho các bác chiếc B7 của Mitsubishi. Chiếc này là chiếc máy ga, một chiếc máy ga nha các bác, chạy bằng hệ thống ga. Còn so với những dòng máy chạy xăng bình thường ấy, nó chỉ khác có hai bộ phận là bình xăng lớn và bình xăng con. Đó, thay vì bình xăng lớn để chứa xăng, là bình xăng con để hòa khí này, thì chiếc máy ga này TL23 ấy thì sẽ có một bình chứa ga này, một khóa ga và một bình chế hòa ga ở đây nhá. Và đặc biệt con này thì nó có cả hệ thống bơm nhớt tự pha nhớt nha, bơm pha nhớt tự động đó các bác. Nó vẫn là động cơ 2 thì, và các bác đổ nhớt pha, đổ nhớt 2 thì ở đây đó, đổ nhớt 2 thì ở đây, và nhớt 2 thì này sẽ tự bơm vào trong máy để bôi trơn động cơ. Còn ga thì các bác chỉ việc tháo nắp ga này ra này, em sẽ để vừa kỹ hơn từ trước này, đẩy này vào này, nó xoáy này nhấc ra. Đó, đây em có trang bị một lon ga nha. Lon ga này em nổ thử thôi, em sẽ không gửi cùng lon ga đâu, để phòng tránh vừa cháy nổ, các bác sẽ gửi lon ga ở nhà để sử dụng nhá. Cài vào này. Đây. Đúng chiều nhá các bác. Kiếm đúng chiều nó. Đút vào này. Khoái ra bên phải. Một tay này hơi khó dùng nhá. Đây. Đúng không ạ? Cái này bác lưu ý nhé, cái này có nãy ga này, nãy ga sẽ cắm vào đây nhá. Nãy em không đúng nãy, thế là hơi khó dí vào, mình sẽ xoáy này, xoay nhẹ, bây giờ nó cắn khớp là đúng. Đó, cắn khớp rồi này, thấy không ạ, cắn khớp này, và mình đập vào. Đó, đúng tiêu chuẩn như vậy, rất là dễ dàng nha, đúng cách là dễ thôi, đó, rất đơn giản luôn. Mũi tên này dí vào đây này, rồi xoay sang đây là đúng nhá. Rồi các bác mở ga nhá, như vậy là đang là khóa. Mở ga thì mình vặn dọc lên này. Rồi, không phải bơm xăng, không phải kéo le, không phải mở biết gì hết, thì mỗi mở khóa ga rồi các bác giật thôi. Cứ phải giật là nổ nhá. Và các bác lưu ý nhá, đối với dòng máy ga thì khi mình nổ lên rồi ấy, mình sẽ để máy chạy căng ti trong vòng khoảng 1 phút đến 2 phút nhá. Để cái lượng nhớt nó bơm từ vị nhớt này lên đây này cho nó đều đủ thì mình bắt đầu ga lên. Đó, do lượng nhớt nó đảm bảo nhá, hoặc mình có thể nổ ra bao giờ nó thấy khói ở đây, nó có khói phất phơ ra ngoài này là có dấu hiệu nhớt bơm lên rồi, thì mình sẽ ga lên nhá. Bây giờ em sẽ test nổ thử luôn nhá. À, về giới thiệu hình thức máy nhá, hình thức máy thì con này cực kỳ đẹp luôn rồi, con này là B7 giá 1.800.000 đồng. Bác nào không mua về dùng thì mua về sưu tầm cũng được, con này thì hàng độc chất lạ, và sau này về hỏng hóc ấy, nòng hơi nó vẫn xài giống như những dòng máy bình thường nhá, con này gắn được vẫn đủ phụ tùng mình như bình thường, chỉ khác có mấy bình chế này, bình xăng con này và bình xăng lớn thôi. Sau này các bác nào không thích chạy ga nữa ấy, các bác mua một cái bình xăng này, mua một cái nắp gió và mua bộ chế hòa khí, rồi các bác gỡ hết cái này ra, gỡ hết bình chế này ra, gắn nào xài như máy bình thường luôn nhá, không khác gì, chỉ khác mỗi cái là chế này, nắp gió, bình xăng con thôi, khác mỗi vậy thôi. Còn động cơ, trục cơ, tay gen, bô biếc, nòng hơi, cục điện nó xài chung với nhau hết nhá, giống nhau hết luôn, không khác biệt gì cả. Thế là dòng máy này thì sau này hỏng hóc cũng rất là dễ dàng nhá.
Còn này thì tình trạng máy thì rất là đẹp luôn rồi, tum rời tum nhôm nha, rất là xịn sò. Máy thì rất là đẹp, lốc rất là sáng nha, lốc dâm nổi made in Japan luôn này, rồi ốc ác 7 màu luôn này. Và cũng sự thật là những dòng máy ga này bên Nhật người ta xài rất là ít nha, thường thường người ta xài chỉ một vài đợt là người ta bỏ ra. Thế nên các bác để ý những dòng máy ga thì thường thường về Việt Nam rất là đẹp. Đó, các bác thấy không ạ, lốc điếc này, ốc ác này, đẹp bên từng con ốc luôn ạ, bô này rất là sáng nha. Những dòng máy ga này bên Nhật người ta xài rất là ít, thế nên là con nào đấy về Việt Nam cũng rất là đẹp nha. Con này thì 23cc, nòng 31 ly nha. Con này sau này các bác có thể nay nòng 26 ly vào được. Dòng này thì xài chung đồ với TL26, thế là rất là dễ dàng đổ sửa. Máy thì rất đẹp, tay cùm này, tay ga, con em này thì em lên tay ga bóp rồi nhé. Rồi có cái siết tay cầm này, vặn này ra này, để lên để xuống nhé. Tùy chỉnh tay cầm ở đây, cần kiếc này. Con này là Ryobi EKK226 nhá. Con này là Mitsubishi nhưng mà vừa bán ra bởi Ryobi nhá. Thế là màu nó sẽ là màu vàng, nhưng mà con này vẫn sản xuất bởi Mitsubishi nhá. Thế là cần nó có chữ Ryobi ở đây. Đầu bò đầu bê nguyên zin nhá, máy móc nguyên zin con bản từ A đến Z luôn, rất là đẹp, 1.8 triệu thôi. Test nổ thử luôn nhá. Không phải bơm xăng, không phải kéo lên gì, chỉ cần đặt vài phát thôi là ga nó lên là lúc này nổ ga này. Tan liệu xài ga này có tiết kiệm xăng hơn xài xăng không, thì tính về kinh tế thì cũng tương đương nhau thôi nha. Bình ga, một bình ga này thì em ước chừng nó tổng khoảng tiếng đến tiếng 15 phút thôi ạ. Suy ra thì nó cũng tương đương với xăng, không khác biệt gì, kinh tế thì cũng tương đương xăng thôi. Mà bác nào mà chiết được bioga vào cái bình này thì nó là kinh tế nhất. Bởi vì cái bioga, bác nào hầm bioga thì gần như là xài miễn phí rồi, mình mà nạp vào được cái bình lon ga này thì quá ngon. Rồi, Mitsubishi TL23 nhá. Con này thì 1.800.000 đồng. Con này tí sẽ căn chỉnh cho máy sẽ bốc khỏe hơn tí nhá. Tiếp theo sẽ đến B8 nhá. B8 thì em quên ghi rồi. Thì các bác cứ nhớ đây là con B8 nhá. Con này là Mitsubishi TL26 nhá. Một chiếc Mitsubishi đến từ hiệu Mitsubishi nhá. Con này thì nguyên zin nguyên bản đó. Con này thì nòng dần đổi số 26 nhá. Đối với dòng Mitsubishi thì nòng phải là nổi vào 26 và lốc là phải dập nổi made in Japan. Con này thì theo đánh giá của em tình trạng rất là đẹp nhá. Con này thì có cái tí đây thôi, tình trạng rất là đẹp nhá. Hai kim này, kim trên kim dưới này, nó tung rời tung nhôm nha các bác. Về gắn máy thì thuốc ok thoải mái luôn. Con này thì tình trạng là nguyên zin nguyên bản từ A đến Z, ngoài trừ bình xăng lớn nhá. Bình xăng lớn thì về Việt Nam thì nó bị nứt bể thì em sẽ phải thay, hoặc những cái trường hợp nào nó bị rạn ra thì em sẽ thay trước cho chắc ăn. Và bình xăng này thì em cam kết với bác là bình xăng này là bình xăng Thái, bình xăng nguyên zin, bình xăng Thái, bình xăng xịn nhá. Dòng này thì cực kỳ dày dặn rồi. Bình xăng này em bao cho các bác bền hơn bình xăng mới luôn, à bình xăng zin luôn. Riêng bình xăng này em bao cho các bác bền hơn bình xăng zin nhá, bởi vì bình xăng này rất là dày, rất chắc chắn nhá. Dòng này thì các bác ném từ tầng 3 tầng 4 xuống không vỡ được nó. Tung rời tung nhôm này. Máy rất là đẹp nhá. Tay cầm này, con này thì tay ga chết nha các bác. Cần chiếc cần màu đen nhá, đầu bò nguyên zin. Nguyên bản. Công tác máy móc đẹp nhá. Còn này tất cả nguyên zin bản hết nhá, lốc nước sáng, tình trạng máy rất là đẹp nhá. Con này là TL26, giá con này là 2.200.000 đồng nha các bác, 2.200.000 đồng cho con máy này. Hơi hám nguyên zin bản từ A đến Z đều nguyên zin bản hết nhá. Con này thì nó thật sự bác là đi mua máy thì mình nên lựa chọn những cái mà nguyên zin nó phải đúng theo yêu cầu tố chất của máy. Ví dụ cái máy này cho dù hệ thống vỏ ngoài bị xăng mình xếp nguyên zin nguyên bản hết đấy, nhưng mà bít tông là bít tông nôi chẳng hạn, bít tông thay rồi hả, hoặc là chế thay rồi hả, thì nó mới ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của máy. Còn ví dụ như con máy này này, nòng hơi nòng nước nguyên zin nguyên bản, chế trước nguyên zin nguyên bản đó, em chỉ thay bình xăng thôi đó, nó không ảnh hưởng gì chất lượng máy, không ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thụ xăng, không ảnh hưởng đến vấn đề là độ khỏe hay độ yếu là độ bền nó. Mấy cái vấn đề chi tiết ngoài như bình xăng thì các bác không nên để ý cần nguyên zin hay không, quan trọng mình có cần yếu tố như nòng hơi phải nguyên zin này, điện đó phải chuẩn đó, rồi chế chức phải nguyên zin đó, là thứ tạo lên giá chất lượng và giá trị con máy.
Rồi, mình sẽ test nổ thử luôn chiếc này. Con này là con B8 nhá. 2,2 triệu. TL26 là 2,2 triệu nhá. 261 sẽ giá cao hơn, 23 sẽ thấp hơn. Bơm xăng này. Kéo le lên nhá. Le đây nhá, le dần kéo lên này. Phải nổ. Rồi rồi, các bác kéo le xuống nhá. Máy nổ rất là êm nha, không có gà hoặc đạn gì cả, rất là chuẩn. Dòng TL26 này nổ cũng rất là bốc. Cho ga lên này. Bốc nha, rất là khỏe. Và tiếng căng ti cũng rất là chuẩn nha, rất là êm, êm như tiếng chó thở vậy. Nghe thấy máy không ạ? Rất là êm. B8 nha, 2,2 triệu đồng, giá bao ship và đầy đủ phụ kiện. Tiếp theo sẽ đến B9 nha. B9 là một chiếc máy đến từ thương hiệu Mitsubishi. Con này thì công suất sẽ nhỏ hơn nha. Con này là công suất TL231, con này thì 23cc. Nòng 32 ly nhá. Con này là TL26 33 ly. Con này là TL23 23cc nha các bác. Con này nòng 32 ly. Con này thì TL23 sẽ cao hơn đời hơn TL23 nha. TL231 đời cao hơn TL23 nha các bác. Đó. Thế này con này thì trang bị trên máy những cái thứ mà gọi là cao cấp và xịn sò hơn, ví dụ như chủ giật trợ lực này, le tai đỏ này. Và dòng Mitsubishi thì con này là tung rời nhá. Rất là xịn sò, rất là đẹp nhá. Rất chiếc rất là sáng nha. Con này máy hệ ca giáp. Cái giáp bán ra nhé, máy Mitsubishi, máy móc đẹp nhé, bô vế sáng này, máy móc liền lạc không bể vỡ sứt mẻ gì cả, bị trang mấy chiếc mê văn bản, họ số gì hơi bị mờ rồi, cần mạ tím luôn này, tay lái công thái học, cần mạ tím luôn, công tác bên hông nha các bác, máy cực kỳ đẹp luôn, đẹp đến từng con ốc luôn là có thật nhá, đẹp đến từng con ốc luôn nhá, con này thì lốc sẽ dần nổi made in Japan nha các bác, máy rất là đẹp, tay ga chết, cần kiếc này, đầu bọc mê đầu bọc từng con cỏ nhá. Tấn cỏ nguyên zin, tấn cỏ này thì vỡ rồi, em sẽ ăn nó tấn cỏ khác nha. Em lăn không ổn, hơi yếu bác. Kéo ôm rồi 2 chim và có le tay đỏ nhá. Rất đẹp, rất là sáng nhá. Lốc dần nổi made in Japan. Con này thì rất là chuẩn, với tầm giá dưới 2 triệu máy Mitsubishi thì con này khá là ngon nha. Con này thì có trợ lực le tay đỏ. Con nào mà mua về xịt thuốc thì quá tuyệt vời luôn rồi, bởi vì những dòng máy xịt thuốc thì dòng động cơ TL23 cũng khá là chạy thoải mái thôi. Con này đặc biệt là trợ lực. Rất đầu thử luôn nhá. Máy nổ rất là bốc nha. Mitsubishi đặc trưng là nổ rất là bốc. B9 1,9 triệu đồng. Tiếp theo sẽ đến B10 giá 2 triệu đồng nha các bác. B10 là chiếc máy Ryobi. Con này là Ryobi hệ Mitsubishi nha các bác. Đó, con này thì là Ryobi, động cơ sản xuất bởi Mitsubishi. Lý do tại sao con này em vẫn gọi là Mitsubishi bởi vì chiếc máy này là chiếc máy gần như toàn bộ là do Mitsubishi sản xuất. Đó, và họ cung cấp cho bên Ryobi là nhà phân phối bán hàng ấy. Rồi họ thay đổi màu sắc này, tem nhãn dán này. Dưới tên nhượng quyền là Ryobi, họ bán dưới tên thương hiệu là Ryobi thôi. Con này bản chất vẫn là con Mitsubishi nha. Đây, chúng bác nhận được chương trình. Em thấy đây, Power by Mitsubishi nha. Động cơ sản xuất bởi Mitsubishi. Con này thì tình trạng máy móc nguyên zin con bảng. Đầu bò chống tương cỏ này, đầu bò nguyên zin. Cần mạ đen nha, tấn cỏ nguyên zin này. Tay ga bóp xịn sò nha. Bởi vì con này là đời TBE, đời cao thế tay ga bóp và tay bóp xịn. Cần kiếc này. Rất là đẹp nha. Bồ biết sáng này. Mình sang mình xếp nguyên zin văn bản hết nhá. Chân chiếc đầy đủ. Rồi lốc dập đổi made in Japan nha các bác. Đó, made in Japan này. Lốc dập đổi made in Japan rõ ràng luôn. Các bác ạ. Con này đặc biệt là hệ đời cao, thế nên chế của nó sẽ là chế 2 kim. À nhầm, xin lỗi. Chế 2 họng nha. Chế 2 họng. Dòng chế này thì cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nhá. Cỡ TL2161 về độ tiêu thụ xăng không có tuổi.
i61 không thể ăn đi xăng vào con này được. Con này cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Dòng này thì vua của sự lợi xăng rồi. Dòng này các bác đổ bình xăng chạy thoải mái luôn. Rất là ít xăng nha, tiết kiệm xăng hơn 30% so với này. Ví dụ con này là ngày hết, ví dụ con này chạy hết 1 lít chẳng hạn thì con này chạy hết có 70-700cc. Đó, thật sự nó thật rõ ràng quá vậy. Bởi vì nhà sản xuất đưa ra thông số kỹ thuật của con này thì nó bảo là tiết kiệm xăng hơn 30%. Máy thì vẫn là nguyên zin bản nha. Chiếu con Bro nha các bác. Chiếu con Bro, hơi khuất tối đi. Máy móc đẹp, chuẩn. Chụp giật trợ lực nha các bác, trợ lực nhỏ. Đồ đạc thì con này nó khá là tương đồng với dòng TB. Tung tiết chụp giật từ chiếc bình xăng rồi khá là tương đồng TB nha. Chế này gắn vừa chế của TG 27E rồi nhá. Hoặc TG 53E, TG 53E thì hơi to. Sẽ test nổ thử lên chiếc này. Chiếc này là VUB nha các bác. Quá chạy nổ luôn. Tiếng máy cũng rất là êm nha. B10 2 triệu đồng nhá. B11 2.600.000 đồng. Một chiếc máy đến từ thương hiệu Mitsubishi. Con này là đời TL261 nhá. Một trong những dòng máy 26cc được gọi là phổ biến và được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Con này là con TL261 và là phiên bản đặc biệt, phiên bản trợ lực nhá. Và le tay đỏ, chỉ 2 kim nhá. Lốc dập nổi mét Isoa. Tum rời tum nhôm nha, rất chắc chắn nha. Máy hệ Kazat, công tắc ấn là tắt hẳn là bật. Bồ bếp sáng đẹp nha, liền lạc. Máy móc đẹp, bình xăng bị chất nguyên zin quân bạc. Đó, lốc liên sáng nha. Đó, rất là đẹp nha, con này đẹp tuyệt vời luôn rồi. Con này thì em đánh giá là rất là đẹp nha. Đẹp tuyệt vời. Trần kiếc này, tay lái ống lớn này. Tay gà tiết nha, những dòng Mitsubishi TL26 và 261 không bao giờ tay gà bóp như thế này đâu nha các bác. Bởi vì đời nó khá là xưa, thế tay gà nó trang bị sơ cấp là tay gà này thôi. Cái dòng đời cao đa số toàn tay ga này không à. Để phiên phân biệt giữa đời cao và đời thấp, các bạn nhìn cái tay ga là biết rồi. Những tay ga bóp này là nhìn là biết là đời cao rồi. Tay cùm cần nguyên zin bản nha. Đầu bò là bên nguyên zin nguyên bản. Đầu bò thì khá là to chắc chắn nha. Đây có thấy không ạ? Nhìn khá là chắc chắn. TL26. À, em để ý là ống cần này ống cần 26 nha các bác. Ống cần này ống cần 26. To hơn ống cần này. Bình thường phổ thông của nó là ống cần 24 nha. Nhưng con này ống cần 26. Chắn cỏ nguyên zin. Nhìn hơi buồn cười, hơi nhỏ nhỏ xíu. Chân chiết đầy đủ luôn này. Rất là đẹp nhá. Test nổ thử luôn này. Bơm xăng gạt le sang cho nổ. Đó, nổ rồi ga lên tí nhá. B11 2.600.000 đồng. Và chiếc máy là chiếc máy cuối cùng nha. Và bác nào mà xem video này ưng ý chiếc nào và muốn chốt chiếc nào ấy, thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0362 820 840 để đặt hàng nhá. Và bác nào mà chưa chốt hoặc chốt hụt hoặc hết hàng ấy, thì các bác phải đăng ký kênh đợi video tiếp theo nha. Bên em thì cứ vài hôm lên video một lần và lâu nào cũng có những hàng tương tự đẹp, chuẩn, xuất sắc và để bác lựa chọn nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn các bác ở lô tiếp theo nhá.